Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng vận trình của quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 có nhiều biến động hung cát ẩn tàng, nhưng mà mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, làm giàu là mục tiêu mà ai trong chúng ta cũng muốn hướng đến trong cuộc sống và cũng có rất nhiều cách để làm giàu. Mỗi người lại có lựa chọn khác nhau để thu hút tài phú đến với bản thân mình. Tuy nhiên, cũng bởi phương thức khác nhau mà có người gặt hái được kết quả nhanh chóng, còn có người mãi chả ngước đầu lên nổi. Cách thức làm giàu ta có thể tự tìm ra được, nhưng việc chớp lấy cơ may trời cao ban xuống cho bạn là điều rất quan trọng. Nếu nắm bắt được vận trình công danh, sự nghiệp của mình là cơ hội đổi đời, trả sạch nợ nần, sống kiếp vàng ngọc là điều hiển nhiên. Theo chuyên gia về tử vi tiết lộ, bước sang tháng 5 âm lịch tới đây, bất ngờ các chòm sao thiên mệnh đột ngột di chuyển ngược chiều, chiếu thẳng mặt người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, giúp bản mệnh nhận hết lộc trời, tiền của ào ào bay vào két, trả sạch nợ nần, xứng tầm thượng lưu, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy cụ thể, đó là cơ may nào, bạn cần lưu ý những gì để gánh lộc về nhà, thì xin mời quý vị đến với phần luận giải lá số tử vi chi tiết. Trời sinh những người tuổi Ất Tỵ vốn nhanh nhạy, biết nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ có một nhược điểm là quá hấp tấp, nên đôi khi vụt mất cơ hội tốt, khiến bản thân phải đối mặt với không ít những khó khăn và gian nan. So với những con giáp khác, Ất Tỵ là người dám nghĩ, dám làm và có khả năng bứt phá bản thân để có thể tự mình xây dựng cuộc sống sung túc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi Ất Tỵ sẵn sàng xông pha, thậm chí thay đổi bản thân để mà thích ứng với môi trường mới. Theo tử vi phương Đông, trong năm Quý Mão 2023 này, cuộc sống tuổi Ất Tỵ sẽ thay đổi theo hướng tích cực, có thể những tháng đầu năm chưa có gì khởi sắc. Nhưng từ tháng 5 âm lịch đến cuối năm, mọi thứ đang dần thay đổi. Kể từ giai đoạn này, tuổi Ất Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, cũng như có hướng đi mới, giúp bản mệnh kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tuổi Ất Tỵ cần phải thấu đáo, nắm bắt thời cơ, có khi bắt đầu từ tháng 5 âm lịch trở đi, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023, người tuổi Ất Tỵ có cơ hội bước sang một trang mới trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để mà đạt được thành công, cần phải nắm bắt thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải kiên nhẫn, bền chí và sẵn sàng học hỏi để chuẩn bị cho những cơ hội đó. Được tam hội chứng mệnh, trong tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh sẽ thuận lợi và giúp bạn gặp gỡ được với những người có thể giới thiệu cho người tuổi Ất Tỵ những cơ hội, công việc rất triển vọng. Tuy nhiên, bản mệnh cần chủ động tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội đó để mà đạt được thành công. Điều quan trọng là bạn phải bỏ công, bỏ sức làm việc để sử dụng những cơ hội này nếu bản mệnh đang tìm kiếm định hướng nghề nghiệp. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho thấy rằng bản mệnh sẽ dần tìm ra mục tiêu của mình. Những mục tiêu rõ ràng và cụ thể sẽ giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng và làm việc hiệu quả hơn. Việc xác định rõ ràng mục tiêu sẽ giúp bạn làm việc hăng hái và tích cực hơn, đồng thời đạt được những thành công cao hơn trong công việc của mình. Nếu bản mệnh vẫn chưa nghỉ hưu, đang tìm việc làm, khả năng giao tiếp khéo léo và hấp dẫn của bạn sẽ giúp bản mệnh gây ấn tượng với giám đốc hoặc nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, để đạt được thành công, bản mệnh cần phải tỏ ra năng động, nỗ lực hết mình trong công việc của mình. Điều này sẽ giúp bạn có được sự tin tưởng của nhà tuyển dụng và có cơ hội được tuyển chọn. Tóm lại, tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho thấy những cơ hội, thách thức và thịnh vượng đang đợi chờ bạn. Tất cả những gì bạn cần là sự kiên trì, tận tâm và sẵn sàng để học hỏi, phát triển bản thân, đón nhận những cơ hội đó. Nắm bắt những cơ hội,
đối mặt với thách thức sẽ giúp bạn phát triển nghề nghiệp, đạt được thành công trong cuộc sống. Về mặt tài lộc, nếu cô bác là người tuổi Ất Tỵ, không cần phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính trong tháng này. Thực tế là có nhiều cơ hội đang đợi chờ bản mệnh, và nếu bản mệnh nhanh chóng nắm bắt và cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ thu được nhiều tiền của. Quý cô bác là con giáp được tam hợp trợ mệnh, tháng này sẽ không có quá nhiều cạnh tranh, khó khăn, thậm chí nếu có đối thủ họ có thể giúp bản mệnh phát triển mạnh mẽ hơn. Đây là một thời điểm tuyệt vời để bạn tập trung vào việc phát triển bản thân và đưa ra những quyết định tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Ngoài ra, nhờ vào mối quan hệ xã hội hài hòa, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh hoặc định hướng chính xác, từ đó kiếm được nguồn lợi nhuận ổn định mà không tốn quá nhiều công sức. Điều quan trọng là bạn phải biết cách tận dụng những cơ hội này và đưa ra những quyết định đúng đắn. Nếu bản mệnh là một doanh nhân nhỏ, bạn có thể gây ấn tượng tốt với khách hàng. Bằng cách giữ chữ tín và có khả năng giao tiếp khéo léo, khách hàng của bạn sẽ cảm thấy hài lòng và sẵn sàng quay lại vào lần sau. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm cách để nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Nếu bản mệnh là một người làm công ăn lương, lâm quan sẽ giúp đỡ cho bạn. Bạn có thể khẳng định giá trị của mình trong tập thể và được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng chức và tăng lương trong tháng này khá cao, vì vậy túi tiền của bạn sẽ luôn đầy đủ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn, đạt được kết quả tốt nhất. Trên hết, để trở nên tốt hơn, bạn nên luôn tự tin, tích cực và sẵn sàng học hỏi. Hãy tận dụng những cơ hội có được để phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng của mình, từ đó đạt được những thành công lớn lao trong cuộc sống và công việc. Về mặt tình duyên, Tỵ thuộc hỏa, gặp tháng ngọ hỏa, nên chuyện tình cảm dễ có xáo trộn, bất đồng nhỏ. Tuy nhiên là tháng hợp nên va chạm để tốt hơn và sau đấy đâu sẽ vào đó. Chú ý bản thân nên có sự thấu đáo, vì cái chung và có thể dùng ngũ hành thổ để may mắn hơn. Ghi nhớ là 70% là do chính mình, chú ý này có địa chi là Tỵ, Sửu và ngày, Ất Tỵ, Tân Hợi, Mậu Thân, Giáp Dần, vợ chồng không nên xô xát, tranh cãi hay quyết định chuyện lớn trong hôn nhân, nhất là quyết định ly thân hay ly hôn, vì những ngày đó cực kỳ xấu với hôn nhân. Về gia đạo, tháng thuộc khắc là hợp, nên trước hung sau cát, trong tháng này gia đạo có nhiều niềm vui và may mắn. Tuy nhiên, nếu có sự ích kỷ, chấp niệm, hơn thua đúng sai và không có sự thấu đáo, thì vẫn va chạm, tranh cãi như thường. Trong tháng này, bản thân cùng gia đình nên lưu ý những việc sau để có thể gặp hung hóa cát. Bản thân người cha và con trai trong nhà không nên lời qua tiếng lại, sẽ sinh va chạm. Hãy dừng lại ngay cuộc trao đổi nếu thấy căng thẳng, người phụ nữ trong nhà dễ bị oan và thua thiệt, vậy cho nên không nên dồn ép hoặc quá đà, thay vào đó hãy trân trọng, nâng đỡ và bảo vệ họ. Về mặt sức khỏe, tháng này bản mệnh nên tăng cường sức khỏe và đề phòng tai nạn giao thông. Việc giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng với bất kỳ ai, đặc biệt là với người tuổi Ất Tỵ. Tuy nhiên, không có gì đáng lo ngại vì vấn đề sức khỏe của bạn nếu ổn định luôn giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tâm trạng tích cực. Điều này có thể giúp bạn tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau và đối mặt với các thử thách một cách tự tin. Để tăng cường sức khỏe, bản mệnh có thể bắt đầu với những thói quen tốt như tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tránh căng thẳng. Những thói quen này sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe tốt trong thời gian dài và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý. Trong tháng này, ngoài những hoạt động xã hội, cũng cần phải lưu ý về sức khỏe của mình, hạn chế việc uống rượu bia, tránh ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Nếu bạn lái xe hoặc điều khiển bất kỳ phương tiện giao thông nào, hãy đảm bảo rằng bạn luôn tỉnh táo và tránh những sự cố đáng tiếc. Hơn nữa, bản mệnh có thể đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách xã hội để phòng tránh bệnh tật. Với sức khỏe tốt và ý thức tự bảo vệ, bản mệnh sẽ có thể tham gia vào nhiều hoạt động hơn, gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm những điều mới mẻ. Hãy giữ cho mình luôn khỏe mạnh để cùng với gia đình và bạn bè trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa. Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau. Nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần cho thấy bản mệnh nhanh chóng tìm được cơ hội bứt phá để vươn lên, khiến nhiều người kính nể. Xem tử vi tuần 1. Trong tuần này, bản mệnh tuổi Ất Tỵ nên chú ý đến tiền bạc khi đi ra ngoài hay giữ gìn tài sản cá nhân cẩn thận. Để tránh mất cắp, việc kinh doanh cũng không thuận lợi như mong đợi, do đó không nên đầu tư quá nhiều vào công việc. Tuy nhiên, nếu bạn gặp thiên tài trong công việc, cô bác sẽ phát triển nhanh chóng hơn. Việc duy trì thành công phụ thuộc vào tính cách của bản mệnh, hãy sống khiêm tốn và biết điều độ khi chơi để công việc phát triển tốt đẹp hơn.
Hung tinh đại hao cảnh báo rằng tuần này không may mắn về tài chính, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền và có thể dễ dàng mất tiền. Sức khỏe không ổn định, bản mệnh sẽ phải chi tiêu nhiều tiền cho thuốc và bệnh viện, vì vậy việc kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn và bạn sẽ phải vất vả để trả nợ. Nếu cô bác đang có kế hoạch đầu tư tài chính, hãy suy nghĩ lại và có một lựa chọn khôn ngoan. Đừng vội vàng đầu tư tiền vào những món đầu tư có lời cao, hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra tuổi Ất Tỵ cũng phải đối mặt với những vấn đề trong tình cảm. Nếu cô bác đang có một mối quan hệ hạnh phúc, hãy cẩn trọng với những nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể có người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, điều này sẽ gây ra những phiền toái và buồn bã. Và cuối tuần này, bản mệnh sẽ gặp một vài trở ngại trong công việc, đừng quá lo lắng, hãy kiên nhẫn và bình tĩnh, tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề. Nếu bạn cảm thấy bị áp lực, hãy xả căng thẳng bằng cách tham gia vào những hoạt động giải trí như xem phim, đọc sách hoặc tham gia hoạt động thể thao. Về mặt sức khỏe, tuần này cô bác nên tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe của mình, hãy tập thể dục thường xuyên, ăn uống đúng cách để gìn giữ sức khỏe và tăng cường đề kháng cho cơ thể. Cuối cùng, hãy luôn giữ một tinh thần tích cực và lạc quan, dù có bất cứ khó khăn nào xảy ra, hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình, cố gắng vượt qua chúng. Chúc bản mệnh có một tuần mới tốt đẹp và may mắn. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Xem tử vi tuần 2. Tuần mới sẽ mang tới may mắn và năng lượng tích cực cho tuổi Ất Tỵ. Công việc và tình cảm đều khởi sắc hơn trước, đi tới đâu cũng dễ dàng tìm được sự yêu quý và ủng hộ. Đặc biệt là với những bạn nữ, khả năng giao tiếp và cách ứng xử của bạn sẽ khiến cho người khác nể phục. Với sự trợ mệnh của các tinh thái âm, người tuổi Ất Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt đối với những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển và vận động nhiều. Dù đầu tuần đến giữa tuần có thể sẽ khá vất vả, nhưng nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp bằng thành công và sự ủng hộ từ khách hàng và cấp trên. Vận tài lộc trong tuần sáng lên đáng kể và bản mệnh có nhiều cơ hội để kiếm tiền nằm trong tầm tay, đặc biệt ngày mùng 1 âm lịch giữa tuần sẽ là ngày đáng chú ý và nếu bạn tập trung làm việc chăm chỉ, sẽ nhận được thưởng lớn cho sự cố gắng của mình. Nếu cô bác đang tìm kiếm công việc mới, tuần này sẽ là thời điểm lý tưởng để bắt đầu tìm kiếm và ứng tuyển. Các cơ hội việc làm sẽ xuất hiện trong thời gian tới, vì vậy hãy tận dụng thời gian này để mà cập nhật hồ sơ và chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn. Đừng quên rằng bản thân là một người năng động và sáng tạo, hãy thể hiện những phẩm chất này khi ứng tuyển để tăng khả năng được chọn. Ngoài ra, đối với những người kinh doanh, tuần này đánh dấu một giai đoạn mới để phát triển kinh doanh hay tận dụng cơ hội để mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm đối tác mới. Đừng ngần ngại để liên hệ với những người bạn cũ hoặc những người bạn mới quen để đề xuất các kế hoạch kinh doanh cùng nhau. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, lâm thương quan sẽ gây ra một số trục trặc trong gia đình, cha mẹ và con cái có thể xảy ra xích mích, tranh cãi và không hiểu nhau, dẫn tới những mâu thuẫn. Người làm cha làm mẹ có thể cần dành thời gian để tâm sự, chia sẻ và đi chơi cùng con cái nhiều hơn, giúp cho gia đình trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Tóm lại, tuần này sẽ là một tuần đầy cảm xúc và thử thách, tuy nhiên cũng đầy cơ hội và may mắn. Hãy tận dụng thời gian này để phát triển bản thân, công việc và quan hệ tình cảm. Quý nhân, Ngọ, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Xem tử vi tuần 3. Tuần này, người tuổi Ất Tỵ sẽ gặp được tin vui lớn nhất về mặt sự nghiệp trong năm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đây là một tuần hoàn hảo để bạn tập trung vào công việc của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc làm việc quá sức và đừng quên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống bên ngoài công việc, giúp tránh rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhờ thiên đức cát tinh phù trợ, người tuổi Ất Tỵ có thể nhận được nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp, đạt được thành công trong kinh doanh và đầu tư. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại, đi làm ăn. Nếu bạn có kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư, đầu tuần này rất thích hợp để đàm phán và mở rộng kinh doanh, tài lộc cũng sẽ theo đó tăng tiến. Nhờ vào sự giúp đỡ của thiên đức, có khả năng bản mệnh sẽ nhận được khoản thu ngoài dự kiến hoặc có những cơ hội mới để kiếm tiền. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và không nên đầu tư quá nhiều vào các quỹ hoặc khởi động dự án mới, tốt nghiệp và trao tặng bằng cấp. Cũng là một sự kiện quan trọng của tuần này, nếu bạn là một trong số đó, hãy tận hưởng khoảnh khắc này và chúc mừng bản thân về những thành tựu mà bản mệnh đạt được. Tuy nhiên, vận tình cảm lại không mấy tốt đẹp cho lắm, đặc biệt là thời điểm gần cuối tuần, vì tỷ kiên lâm vận, bạn bè chơi với nhau lâu, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, không thể bày tỏ.
Điều này cũng nên cẩn thận với đồng nghiệp hoặc bạn xã giao bị đâm sau lưng bất ngờ. Với tất cả những gì được đề cập ở trên, đây là một tuần đầy thử thách và cơ hội. Hãy cẩn thận cần dùng những cơ hội đến và tránh những rủi ro trong cuộc sống. Chúc bạn có một tuần mới thành công và hạnh phúc. Quý nhân, Mão, Sửu. Tiểu nhân, Thân, Mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Xem tử vi tuần 4. Trong tuần mới này, người tuổi Ất Tỵ cần phải chú ý tới sức khỏe của mình và tránh xa những hoạt động đòi hỏi sức lực hay đi xa. Đặc biệt cần hạn chế sử dụng dao kéo để tránh gặp phải rắc rối không đáng có. Điều quan trọng là phải học cách bình tĩnh và tự bảo vệ mình trước những tình huống bất ngờ ập tới. Trong công việc, liên quan có tác động đến tuổi Ất Tỵ khiến bản mệnh dễ bị hại, tranh đấu hoặc gặp rắc rối trong kinh doanh. Nếu nhận được đề nghị hợp tác, cô bác cần xem xét kỹ càng để tránh rơi vào bẫy. Tuy nhiên, nếu bạn đã thận trọng và đưa ra quyết định đúng đắn thì sẽ có thể tận dụng cơ hội này để phát triển kinh doanh và tăng thu nhập. Tuần này sẽ có nhiều thăng trầm, bởi vậy cô bác cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định và không nên nóng vội. Đặc biệt cần tránh cho vay tiền cho người khác chỉ vì nể mặt nhau, vì nguy cơ không đòi lại rất cao, hãy học cách tận dụng tài chính của mình một cách thông minh và tiết kiệm. Với sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ, người tuổi Ất Tỵ cần hạn chế tranh cãi, cãi vã với người khác, đặc biệt là trong gia đình. Nếu phải đi xa hãy cẩn thận, đặc biệt chú ý tới những người trong gia đình có sức khỏe yếu kém, bản mệnh cũng nên dành thời gian để chăm sóc và yêu thương gia đình trong tuần này. Tổng thể tuần mới này có thể mang tới cho người tuổi Ất Tỵ nhiều thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng và đặt niềm tin vào bản thân, hãy tận dụng những cơ hội để phát triển bản thân, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, cố gắng giải quyết mọi vấn đề một cách khôn ngoan và đúng đắn. Chúc bạn tuần mới an lành và thành công. Quý nhân, Tuất, Thìn. Tiểu nhân, Hợi, Dần. Màu sắc may mắn, cam, đen. Cẩm nang cho người tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch. Lời khuyên dành riêng cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 5 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ nên làm gì? Về công việc, nên kiểm soát hành vi, nếu quá, ắt cát thành hung, không nên nghe theo lời hay quyết định việc gì đó quá nhanh, với tư thế mong may mắn, không nên va chạm dễ vạ lây. Về tài lộc, khi đầu tư cần cẩn trọng vì dễ bị lợi dụng và bị chiếm đoạt, đưa vào chồng mà tiền mất tật mang. Về bản thân, nên kiềm chế kỷ luật và giảm nóng vội, sau đó hoàn thiện bản thân để công việc hanh thông, cuộc sống bình an hơn. Người tuổi Ất Tỵ không nên làm gì? Về công việc, không nên quá mạo hiểm khi làm ăn hay quá tin người, dễ dẫn tới sự xáo trộn và thay đổi theo chiều hướng xấu. Về tài lộc, tháng này có nhiều cơ hội phát tài nhanh, tuy nhiên không nên chỉ muốn nhanh tay chụp lấy cơ hội mà cát hóa hung, càng dễ lại càng phải đề phòng và cẩn trọng. Về bản thân, hạn chế xung đột va chạm, nóng nảy của bản thân nên tu sửa, hoàn thiện bản thân để tránh bị bạn lây, bị oan. Tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ bật mí về tháng sinh may mắn và phong thủy phát tài của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch này. Sinh giờ Tý, từ 23 giờ tới 1 giờ, Tý thủy khắc Tỵ hỏa, ắt sẽ gặp khó, long đức quý nhân bảo hộ, tuổi Ất Tỵ sinh vào giờ Tý là những người có cuộc đời vất vả nhiều và khổ nhọc. Tuy nhiên, được long đức quý nhân bảo hộ thì sẽ không gặp không hiểm, đại nạn, mệnh chủ đạt được thành công trên đường sự nghiệp, song phải buôn ba đây đó, vượt qua nhiều trở ngại thì mới công thành danh toại. Sinh giờ Sửu, từ 1 giờ tới 3 giờ, Tỵ hỏa sinh Sửu thổ, tuổi Ất Tỵ sinh giờ Sửu là những người có sự nghiệp rất thuận lợi, thường được bạn bè thân thiết hỗ trợ, nâng đỡ, cuộc đời của họ bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, dễ gặp vận phá tài, có thịnh rất có suy và sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thì tài lộc sẽ lao cao, song cuối cùng bản mệnh sẽ vượt qua sóng gió, giữ chặt thành công. Sinh giờ Dần, từ 3 giờ tới 5 giờ, Dần mộc sinh Tỵ hỏa, mưu sự do người, thành sự do trời, tuổi Ất Tỵ sinh giờ Dần, lá số bát tự xuất hiện cục diện, mộc hỏa tương sinh, mệnh chủ có vận số cuộc đời tốt đẹp. Tuy nhiên, không nhờ cậy được lục thân, ý chí người này mạnh mẽ, kiên cường, lại dũng cảm, nhiều mưu kế, bản mệnh tay trắng lập nghiệp, tuy nhiên cần tránh họa thị phi, chú ý thái độ và để ăn tiếng nói trong công việc. Sinh giờ Mão, từ 5 giờ tới 7 giờ, Mão mộc sinh Tỵ hỏa, bôn ba tứ hải, khó có ngày quy hương, tuổi Ất Tỵ sinh sinh giờ Mão, thì trong lá số bát tự có Mão mộc sinh Tỵ hỏa. Cuộc đời người này sẽ thuận lợi trăm đường, bản mệnh thường được nhiều người địa phương, người thổ địa giúp đỡ, cuộc sống ăn mặc đầy đủ. Tuy nhiên, trong bệnh có sao thiên cầu tinh, thì sự nghiệp có nhiều trở ngại,
cuối cùng sẽ vượt qua tất cả, chắc chắn thành công. Sinh giờ Thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ, tị hỏa sinh Thìn thổ, thuận gió xuôi thuyền, tin vui tới tấp, tuổi Ất Tị sinh giờ Thìn, lá số bát tự là cục diện tương sinh, người này có quý nhân phù trợ. Đường sự nghiệp lại được phụ mẫu nâng đỡ, công việc chắc chắn thuận buồm xuôi gió, chỉ có lên, không có xuống, cuộc sống đầy đủ, no ấm, vui vẻ ngập tràn. Sinh giờ Tị, từ 9 giờ tới 11 giờ, tỷ tiên sánh vai, phạm chỉ bối tinh, lên xuống vô thường, tuổi Ất Tị sinh giờ Tị là số bát tự gặp tỷ kiên và cục diện thái tuế. Nam mạng nữ mạng sinh vào giờ này thì số phận bấp bênh, có nhiều thay đổi, lúc tốt đẹp thì được ăn sung mặc sướng, lúc xui xẻo thì khổ sở muôn đường. Bản mệnh khó tìm được người tri kỷ thật lòng, tự mình luôn cho rằng bạn bè rồi cũng sẽ phản bội lại nhau, thường có bệnh đau đầu, chóng mặt, sau cuộc đời phải chịu nhiều đả kích, lo nghĩ không thông. Sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ tới 13 giờ, lắm bạn bè, thái dương sao chiếu, tuổi Ất Tị sinh giờ Ngọ là số bát tự gặp đào hoa kiếp, người này có cuộc sống phong lưu, đắm chìm vào chuyện trai gái, họ thường được người tình ủng hộ trên đường sự nghiệp. Nữ mệnh được thái dương tinh soi chiếu, có nhiều bạn bè thân thiết, đặc biệt là những người bạn khác giới, bản mệnh sẽ có lúc gặp khó khăn, song không dính vào hoạn nạn lớn. Sinh giờ Mùi, từ 13 giờ tới 15 giờ, tị hỏa sinh Mùi thổ, vận số gặp Nguyệt sát, sức khỏe an khang. Tuổi Ất Tị sinh giờ Mùi, lá số bát tự có, cục diện tị Mùi tương sinh, bản mệnh được bố cục nâng đỡ, giúp đỡ nhiều mặt trong cuộc sống, những năm đầu đời vận số cực thịnh. Tuy nhiên, trong bệnh có Nguyệt sát, cuộc sống hôn nhân có nhiều trở ngại, không hạnh phúc, thậm chí có thể dẫn tới ly hôn, mệnh chủ dù là nam hay nữ, cũng đều có cơ thể tráng kiện, sức khỏe tốt. Sinh giờ Thân, từ 15 giờ tới 17 giờ, tị hỏa khắc thân kim, quý nhân tạo mệnh, rắc rối liên miên. Tuổi Ất Tị sinh giờ Thân, lá số bát tự gặp cục diện, tị hỏa khắc thân kim, người này có vận số sự nghiệp khá là thuận lợi, đi tới đâu cũng được mọi người ủng hộ, chào đón, đồng thời cũng gặp cát hóa hung, cuộc đời no đủ. Tuy nhiên, cục diện tương khắc cảnh báo, vận trình có nhiều điều bất ổn, không phải một lúc ăn ngay mà phải trải qua nhiều thử thách mới có thể an gia lập nghiệp. Sinh giờ Dậu, từ 17 giờ tới 19 giờ, mệnh gặp tướng tinh, tài lộc chất núi. Tuổi Ất Tị sinh giờ Dậu, lá số bát tự có tị hỏa khắc Dậu kim, vận mệnh người này nổ tốt nửa xấu, thời trẻ họ gặp nhiều điều không thuận. Sau khi học xong, công việc cũng coi như có thành tựu, song phải hy sinh nhiều để mà đổi lại nhiều, bản mệnh bị nhiều kẻ tiểu nhân nhòm ngó, gây khó dễ cho sự nghiệp. Tuy nhiên, càng về sau càng thuận lợi, có thể đạt được thành công lớn, tài lộc dồi dào không kể hết. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ, tị hỏa sinh Tuất thổ, nguyệt đức soi chiếu, bôn ba đây đó. Tuổi Ất Tị sinh giờ Tuất, lá số bát tự, có phúc tinh nguyệt đức và dịch mã tại mệnh, cuộc đời họ có nhiều niềm vui. Trong tình cảm thì gặp được người tâm đầu ý hợp, trong sự nghiệp đạt được nhiều thành công, cả đời được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Tuy nhiên sức khỏe người này không tốt, hay mắc bệnh vặt và có hạn phá tài nhỏ. Sinh giờ Hợi, từ 21 giờ tới 23 giờ, Hợi thủy khắp tị hỏa, dịch mã tọa mệnh, tiền tài tan hoang. Tuổi Ất Tị sinh giờ Hợi là những người có vận số không may mắn, người này phải tha hương lập nghiệp, đồng thời cũng dễ gặp họa thị phi, song thân có người sớm qua đời. Khi dựng nghiệp cũng không quên ân phụ mẫu, thường xuyên về nhà thăm hỏi, trong cuộc sống phải nhẫn nhịn nhiều điều, không nên chỉ vì một chút chuyện còn con mà tranh chấp cùng người khác. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.